Chào các bạn đến với kênh Hùng Gồm Kể Chuyện. Hôm nay mình kể cho các bạn nghe câu chuyện đã ly thân chồng vẫn đến nhà đòi hỏi chuyện ấy. Đã ly thân, nhưng chồng vẫn đến nhà riêng của tôi đòi hỏi chuyện ấy. Hùng chồng tôi có bản tính gia trưởng không tôn trọng vợ, anh ta lúc nào cũng cho rằng vợ làm nghề buôn bán ở ngoài chợ không cùng đẳng cấp với một người làm văn phòng như anh ta, nhưng anh ta không biết tôi mới chính là trụ cột kinh tế trong gia đình. Còn anh ta mặc dù đẹp sang thích cặp đi làm tối ôm cặp về, nhìn bánh bao nhưng mà thực ra lương chưa tới 10 triệu. Sau nhiều lần tranh cãi, chúng tôi quyết định ly thân, tôi bỏ tiền mua một căn nhà riêng, cách nhà cũ 3 cây số, 6 tháng rồi việc ly. Hôn vẫn không diễn ra được vì còn rất nhiều ràng buộc về tiền bạc đất đai. Hơn nữa, tôi rất sợ bố mẹ biết mình bỏ chồng thì sẽ buồn lòng lo lắng cho con gái. Trước đây ông bà đã ngăn cản tôi mà tôi vẫn cố chấp lấy bằng được anh ta. Mỗi lần về thăm nhà, bố mẹ hỏi thì tôi đều lấy cớ này cớ kia để che giấu việc đang sống ly thân. Và gần đây, tối nào chồng cũng tìm tới nhà tôi ở lại ăn cơm. Mười do tối tôi đuổi anh ta về thì anh ta lấy lý do muốn ngủ lại với con. Tôi bực mình quá nhưng mà thấy con trai theo bố đòi bố vào ngủ chung thì tôi lại mềm lòng. Tôi cứ tưởng Hùng chỉ ngủ với con thôi. Ai ngờ nửa đêm anh ta còn mò sang phòng tôi đòi hỏi chuyện vợ chồng, từ chối không được, giữa hai chúng tôi lại xảy ra chuyện không nên có, vài tháng liên tục như thế, cứ như vậy, chúng tôi vẫn còn sống chung với nhau. Hôm qua thấy đã trễ 10 ngày, nên tôi đã mua que thử thai về thử, sau giây phút hồi hộp chờ đợi, tôi bàng hoàng khi thấy que hiện lên hai vạch đỏ đậm, vậy là tôi đã mang thai khi đang sống ly thân với chồng. Tôi thông báo cho Hùng biết anh ta nói đã có bầu thì quay lại sống chung với nhau, chuyện ly hôn rõ qua một bên. Hùng cũng nói sau khi tôi bỏ đi, anh càng thương và tội nghiệp cho con trai, nên mới qua nhà tôi ở. Giờ đứa con thứ hai chính là cầu nối để chúng tôi xây dựng lại hôn nhân. Nhưng mà tôi thực sự không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với Hùng nữa, mà bỏ nhau thì tôi không nỡ vì còn đứa nhỏ trong bụng tôi. Sống chung tôi lại sợ chồng tính nào tật đó, lại mắng nhiếc xúc phạm tôi, giờ tôi không biết phải làm sao đây.